Vô hãng thay một pin 2 triệu à? Anh em đừng có thay. Cái này em khuyên thật nha. Ví dụ á, có một số khách hàng á vẫn suy nghĩ là một cái máy 7 8 triệu mình vô hãng mình thay một pin 2 triệu thì nó phí. Đúng. Cái máy mười mấy triệu, 11 12 triệu vô thay một pin 2 triệu nó phí. Đúng. Ví dụ một cái máy 20 triệu, 25 triệu, 14 lồng mắt. Ví dụ nó chưa kịp chai xuống bảy mấy phần trăm, nó vẫn nằm quanh khoảng 8x thì sao? 14 lồng mắt hay là 13 lồng mắt hay sao, nó vẫn tắm, nó vẫn pin, nó vẫn ngon hay sao? Nhưng mà thôi cứ thay. Thì một cái máy giá trị tầm khoảng 15 triệu cho tới 25 triệu, anh em nói thay một pin 2 triệu đi thì nó tương xứng với giá trị chiếc máy. Ok anh em thay, thì em nói ok, cái đó một một cũng là một phương án. Bởi vì khi anh em thay pin chính hãng, anh em sẽ được cái dòng này. Đây cái dòng lịch sử là linh kiện bò chính hãng dòng pin. Thì có nghĩa là cái dòng này chỉ xuất hiện khi anh em thay một linh kiện mới vào máy. Một linh kiện cũ vào máy anh em không thể nào chạy được chẩn đoán cái dòng này. Bắt buộc nó vào một linh kiện mới lắp vào máy và chính hãng bồ đó nó chạy phân tích trên cái linh kiện đó thì nó mới hiện cái dòng này lên. Rồi anh em ok chuyện đó nha. Thì anh em nói bây giờ thấy ở ngoài pin linh kiện xác định muốn không báo gì hết là sàn cổ, em thấy nó cũng không có ok lắm vì nó kém bền, nên ra em thay cục pin 2 triệu. Đúng, phương án nó cũng tốt. Ví dụ 14 là mắc pin chai hoặc là pin phòng. Nhưng em có một phương án hay hơn cho anh em. Đó là anh em lên đào trade-in đi. Nha, khoan, em nói rồi, mấy ông hấp tấp quá, cứ nghe em nói tới cái đừng có thay là chuẩn bị nó chính thằng này nó chuẩn bị để đá đá chén cơm của anh em cửa hàng, anh em thợ nữa. Em nói rồi, cái này có lợi, vừa có lợi khách hàng mà vừa có lợi cửa hàng, mối hệ win win đấy, có lợi cả hai. Ví dụ á, nếu mà anh em làm hàng thì anh em biết trên thị trường máy cũ, một cái máy sạc ít và một cái máy pin bình thường, pin 8X chẳng hạn, nó lệch nhau có 1 triệu thôi. Em nói thiệt, nó lệch nhau có tầm khoảng 1 triệu thôi. Thì khi mà anh em đi bán lẻ ra ngoài thì cái máy sạc ít á, anh em cũng bán loanh quanh tầm khoảng hơn 1 triệu thôi, 1 triệu, 1,5 triệu gì đó thôi, đúng không? Một bé anh đang nói là cái máy zin ken chuẩn nha, chứ mấy ông nội thì nói thằng Hoàng kia nó bán mắc lắm, tao bán rẻ nó 3 triệu 4 triệu, tao bán máy cứng máy xấu, tao bán máy ken không đánh kính không spa kính, tao bán máy bảo hành gì hết, thằng này nó bảo hành 1 năm, nó bảo hiểm luôn cả rơi vỡ cái ngót vào nước không giới hạn số lần luôn, còn bể nát nó trợ giá 50% luôn. Thì em nói rồi, anh em nhìn vào giá thôi, anh em không nhìn vào hậu mãi nó cũng là đáng tiền. Hậu mãi nó cũng đáng tiền, nó là cùng hai cái máy như nhau. Ví dụ hai cái máy anh em mua chính hãng của Apple ra nguyên siêu full box đi. Ví dụ anh em một người bán 20, người bán 21, nhưng mà em bán 21, em bảo hành 1 năm. New siêu, đổi new siêu, đập hộp lại ngay cho anh em. Không có máy đổi em bắt lại em, anh em 100% tiền luôn. New siêu, đổi new siêu nha. Ví dụ anh em xài 364 ngày anh em hư bà cái nút rồi, em đập hộp đổi mới cho anh em một cái máy khác trong suốt 1 năm như thế. Và sau khi anh em xài chán 1 năm rồi, đúng không, anh em lên đời anh em sẽ được thu bằng 100% giá bán lẻ cộng phí xếp hành là 500 ngàn, thì anh sách nó đang lỗ nặng lắm. Anh em nghĩ đi, anh em xài cái máy cả năm của người ta sạc 400 lần, pin 80 mấy phần trăm, anh em đổi sang máy đẹp keng cũng đẹp keng luôn, đúng không, anh em bù có 500 ngàn, cái này thu lại bán khách sau được 0 đồng, cái này đưa cho anh em là cầm được 500 ngàn, bảo hành 2 năm, cái này 1 năm, cái này 1 năm. Mà bán khách sau nếu mà xui xui sổ giá giảm event hoặc là giảm phụ kiện nè, giảm khách cũ phanh cứng nè, chắc mất thêm 200-300 nữa. Nên em nói rồi, chính sách đó đang hỗ trợ thôi, anh em cứ tận dụng sách đó. Quay trở lại vấn đề tại sao không nên thay pin với giá 2 triệu, thì anh em cứ lên đời đi, em nói thiệt. Ví dụ như là 13 rồng mắt á, mà bên em bán ra, anh em lên từ cây 13 rồng mắt pin bình thường, cho nếu mà máy Hoàng Kiên nha, lên một cây 13 rồng mắt sạc ít, anh em với bộ có 500 ngàn. Thì em bán máy sạc ít có cao hơn 500 ngàn, máy Hoàng Kim thu 100% rồi. Ví dụ máy này em nhập vô 15 triệu, máy này em bán được 15 năm, ok, bù qua 500 ngàn, đổi máy sạc ít xài, đi thay cục pin chính hãng làm cái gì? Anh em hiểu không? Bên em cứ 1 năm, anh em lên đời 1 lần, khỏe cho anh em. Muốn tiết kiệm thì canh 10, 11, 12 tháng anh em bắt đầu kiếm máy để anh em lên đời đi. Còn ví dụ anh em xài 2-3 tháng anh em lên đời á, thì anh em bỏ phí đi cái dép bảo hành còn lại. Em vẫn khuyên như thế. Còn sau khi anh em lên đời rồi, bỏ 500 ngàn lên đời rồi, anh em còn được bảo hiểm mà. Anh em xài cứng, xài móp, xài bể, vân vân. Nếu anh em lên đời tiếp, em trả lại anh em 100% tiền. Cũng 100% thu bằng trong cái bán, bao gồm lợi nhuận mặt bằng nhân viên hết. Nè anh em hình dung nha, em mới trừ nhẹ phí hình thức thôi. Em vẫn đang chịu lỗ cho anh em mà. Còn anh em mua máy ngoài thì em thu 90%. Anh em tìm trên thị trường đi, ví dụ có chỗ nào mà thu cao cao á, anh em trade in bên đó. Ví dụ anh em thay cục pin 2 triệu, làm gì? 13 đầu mắt đổi sang 13 đầu mắt đi theo pin 2 triệu được mỗi cục pin mới, còn lại tất cả linh kiện đều là cũ, bị chai đúng không, bị lão đúng không, đồ điện tử nó cũng không tránh khỏi đâu, nó có chỉ điện và chữ tử trong đó đấy. Còn khi mà anh em đổi sang một cây khác pin sạc ít, cái đét nó mới hơn, nó ngon hơn,
Ví dụ như à chân sạc nó trắng tinh thế này, trắng bóc thế này, lỗ loa đẹp keng, không tì vết như vậy. Ok anh em đổi lên, anh em bù tầm khoảng 2-3 triệu thôi, thì anh em đi thay pin làm cái gì? Anh em mình vô không? Như 14 rồi mắt nè, máy hoàng kim nè. À, anh em đổi từ cây 14 rồi mắt cũ sang cây 14 rồi mắt mới, anh em chỉ bù 500 ngàn. Cộng thêm phí xếp bảo hành, anh em xài năm qua đúng không? Tròn bảo hành đúng không? Em thu là cái giá tròn bảo hành 100%, em chỉ bù 500 ngàn thôi là xong. Là anh em thấy hợp lý không? Tổng bù có tầm khoảng 1 triệu đổi máy sạch ít xài. Còn nếu có máy chưa kích thì bù thêm 500 ngàn nữa là xong. À, còn máy ngoài thì bù tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu 3 cộng thêm cái máy sạc ít nữa tầm khoảng 500 ngàn nữa, 2 triệu 8 em giảm cho anh em bù phụ kiện nữa, có khoảng 2 triệu 7. Đó, một cái máy pin bình thường rồi đổi lên cái máy sạc ít bù có 2 triệu mấy à. Em thay cục pin làm cái gì? Nên em nói rồi, em khuyến khích anh em lên đời. Máy em bán ra em đã bảo hành 1 năm toàn diện rồi, lên đời mà thu bằng 100% giá bán lẻ rồi, cứng móp rơi vỡ cho 1 năm em sửa free không giới hạn số lần rồi. Còn nếu mà bể nát mà không sửa được cái gì hết, xe cắn nát á, em trợ giá cho anh em mua máy mới ngàn dòng 50%, máy 30 triệu anh em dừng đưa em 15 triệu, anh em chịu 15 triệu, em chịu 15 triệu thì tự nhiên anh em sẽ nhát tay. Còn nếu mà em chịu hết á, thì anh em sẽ đập rất là thoải mái, nên thôi mỗi người 50 50 đó. Em bán ra cũng lỗi, em không xin em tặng máy lỗi, đổi em free ship 2 triệu cho anh em luôn nè. Còn em đi thay pin em cứ qua hỏi em, à, anh Tâm ơi có thay pin chính hãng 2 triệu không? Ngày nào cũng nhắn lên group em cũng thấy là à thay pin chính hãng 2 triệu, em nói em có. Em có cả màn zin, cả camera zin, cái gì cũng có bên hãng hết. Nhập bên hãng là có mà. Nhưng mà anh em thay làm gì? Ví dụ cái màn anh em bể kính, à anh em ép kính anh em sử dụng tiếp cái màn hình đó, thì em nói là cứu trên cái màn hình đó để mình tăng giá trị màn hình lên hoặc là để sử dụng được thì ok mình làm. Ví dụ camera nó bị đốm, anh em mở ra anh em rửa cái cam nó cho bụi bụi nó bay đi, thì anh em xử lý để tăng cái giá trị của cái vật của cái linh kiện nó lên thì anh em làm. Còn ví dụ cái màn hình nó hư hỏng hẳn rồi thì ok anh em mới thay màn zin chính hãng để được cái dòng gì, để được cái dòng Apple linh kiện chính hãng. Còn nếu mà cái dòng linh kiện một không xác định á, thì bán sẽ mất giá đúng không, nó sẽ thanh lý đúng không, vân vân, thì nó tất nhiên rồi. Khi mà cứu cho linh kiện thì anh em hãy fit, như cục pin này chai rồi sao cứu được, đừng nói gì thay cái phôi giữ lại cũ cũ, à tao thay cái phôi mới nha, cái đó phải gọi là cứu linh kiện, cái đó là mong má cái đó là bịp, đó là bừa bùa đấy, anh em hiểu không? Ví dụ à bán giấm giấm dúi dúi, à thay cái cũ cáp thôi để không báo bất kỳ nhà nào hết, hỏi zin với nãng không, à zin đấy. Thì nói rồi 100 người có 98 người làm ăn đàng hoàng, họ luôn nói là à để thay pin sàn cổ rồi, nhưng mà hai người không đàng hoàng thì sao? Anh em hiểu không? Mình có kiến thức mình mở ra bên trong kiểm tra, em mới nói ngắn gọn vậy thôi. Còn những cái máy mà em nói rồi, những cái linh kiện nào cần thay thì qua bên em sẽ báo là à ok cần thay thì thay. Còn những cái linh kiện kiểu như pin à đi thay cục pin zin chính hãng 2 triệu mà thôi, rảnh qua cục pin nó phải chai, phần trăm pin nó phải tuột suốt ngày, cái vô coi à sạc như lần rồi, từ 100 xuống 99, ủa từ 80 xuống 79, từ 90 xuống 89, có gì cái móc nó từ chẵn xuống lẻ đó là bắt đầu nhảy tưng 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 lên, bắt đầu lên đời. Ok em nói lên đời đi, em mừng lắm, bởi vì anh em lên đời là em lãi, em cứ lên đời là em lãi. Còn khi mà anh em hoàng kim lên đời mới lỗ, còn mấy ngoài cầm lên đời là em lãi ha. Đừng có thay pin nha, ví dụ cục pin này nhập 1,8 triệu, thay cho anh em 2 triệu à, em kiếm được 100 200 cũng ra tiền, mà anh em lên đời đi lời hơn, em nói vừa lời hơn ngon hơn, mà khó một cái là nhai là cái máy mà pin chai nó hơi khó thôi rồi thế nha.